Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 6, chương 75, mèo hoang nhỏ. Làm sao còn có cơ hội? Trước năm chỉ có 5 người, cũng không phải là 10. Đinh Uyển Tình có thể thi đến thứ nhất, làm lần sau cô muốn thi đến trước năm, căn bản không có khả năng. Hơn nữa ba người kia tuyệt đối cũng sẽ tranh giành thứ nhất. Bọn họ 4 người cơ bản tranh nhau vị trí trước 4. Còn lại một người, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt. Uyển Tình nói, kiểm tra tháng này kéo đến đầu tháng, hy vọng thi xong học kỳ này là xong, còn không có thi kỳ cuối kỳ. Mục Thiên Dương gật gật đầu, nhìn Thiên Tuyết nói, vậy chỉ có lúc đó, em phải cố gắng. Tính sao? Thiên Tuyết hỏi. Đương nhiên tính, trường học cũng bắt đầu thi cuối kỳ đi mà. Thiên Tuyết gật đầu, trước năm, Patek Philip. Thiên Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái, tuy rằng buồn bực nhưng lại không nghĩ qua cô không nắm được tình hình. Cô có tự tin, chỉ cần chuyện cô muốn làm, cô nhất định sẽ cố gắng, cuối cùng sẽ thành công. Mục Thiên Tuyết không chỉ là một thiên kim tiểu thư bình thường, cô so với người khác có khả năng hơn. Cô là kiêu ngạo của Mục Lão Thái Gia cùng Mục Thiên Dương. Về sau cái gì cũng không hiểu hỏi Uyển Tình, giải quyết không được nên thảo luận với nhau. Mục Thiên Dương còn chưa nói xong, Thiên Tuyết một tiếng ném thìa. Ai muốn hỏi cô ta? Cô ta bất quá vận khí tốt mà thôi. Nói xong trừng mắt nhìn Uyển Tình. Cô không có khả năng vĩnh viễn là thứ nhất. Uyển Tình nâng cằm lên lạnh lùng nói. Có một lần cũng đủ rồi. Các người trở tay không kịp, so sánh với cái gì đều đáng giá hơn. Chuyện kia quả thực là ở trên đám người thiên tri kiêu tử kia hung hăng vẽ mặt. Đương nhiên cô cũng không quá muốn đứng thứ nhất mãi, quá vĩ đại không phải là việc tốt. Mẹ sẽ dùng hết toàn lực cho cô học trường danh tiếng, điều đó rất vất vả. Mèo hoang nhỏ. Mục Thiên Dương đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt cô, vẻ mặt cùng giọng điệu hết sức sủng nịnh. Tính tình này của cô thật sự không nuông chiều được, càng nuông chiều càng hư. Uyển Tình đỏ mặt, rất nhanh cúi đầu. Thiên Tuyết vỗ vàn, em ngày mai dọn đến trường học. Em lại phát điên cái gì vậy? Mục Thiên Dương hỏi. Giáo viên hôm nay đã muốn thông báo cuộc thi tháng này chuyển đến đầu tháng. Bên trong không thể là giả. Thi tháng xong, nghỉ 3 ngày, sau đó lại học bù. Mọi người dọn đồ gì đó của mình đến trường học. Khi bắt đầu học bù, đến kỳ thi vào trường cao đẳng chấm dứt, cả năm sẽ học nội trú, phải tự học buổi tối. Thiên Tuyết nói xong, đắc ý nhìn hắn một cái, nói lầm bầm, tôi cho các người vận động kịch liệt, không tin còn không phân các người ra được. Mục Tiên Dương nghe xong, nhìn về phía Uyển Tình, mặt Uyển Tình không chút thay đổi. Tôi tự nhiên là nghe lời anh ăn bài. Mục Tiên Dương sắc mặt không tốt, cũng không xấu, thản nhiên nói. Nói với giáo viên, em có bệnh truyền nhiễm, không thể học nội trú. Anh... Thiên Tuyết bị sặc, khụ khụ nửa ngày không nói ra lời. Uyển Tình oán hận nhìn Mục Thiên Dương một cái, không nói gì. Chương 76, đắc ý. Ngày hôm sau đi học, Thiên Tuyết không có dọn sách đồ vật này nọ đi học. Xem ra tối hôm qua là nói đùa. Thấy Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình ngồi vào trong cùng một chiếc xe, trong lòng cô vừa cố kỵ vừa tức giận. Phải đi cùng xe với bọn họ. Hơn nữa giống như Uyển Tình đang ngồi đằng sau, ở bên người Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương không đuổi cô, xích qua bên cạnh, lạnh lạnh hỏi, trong chốc lát xuống xe đi đường. Thiên Tuyết vừa nghe chạy qua cửa kính xuống, nói với A Hoa, lái xe có được kịp? Nửa đường cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, thân thiết kéo tay Mục Thiên Dương. Tối qua anh nói, ai trước nói cho anh đáp ứng người đó một yêu cầu, em muốn vương miện Cartier. Uyển Tình không cam lòng lạc hậu, vội vàng nói, tôi muốn về nhà. Mục Thiên Dương nhìn về phía cô, nặng nề hừ một tiếng, muốn thứ gì dễ có như vậy sao? Thiên Tuyết tốt xấu gì còn kéo cánh tay hắn, cô à, cô cái gì cũng không làm. Uyển Tình bị ánh mắt của hắn làm sợ tới mức co rụt lại, hắn bĩu môi, nhìn Thiên Tuyết nói, các người nói cùng lúc, không ai nhanh hơn. Thiên Tuyết cùng tình nguyện nhìn Uyển Tình một cái, cho nên yêu cầu của hai bên đều đáp ứng đi, em không tính toán so đo đâu. Nếu đây là trận đấu, thì không có thắng bại, không có người thắng, nào có phần thưởng, lần sau lại tái chiến.
Mục Thiên Dương đẩy cô ra, một bên ôm Uyển Tình. Thiên Tuyết oán hận Lý Sư: lần sau thì đấu cái gì? Chờ anh nghĩ ra đã. Mục Thiên Dương nói xong, nếu như có điều suy nghĩ nhìn Uyển Tình: em thi đứng thứ nhất, Lý nên tuyển cho em một chút phần thưởng. Cô ta thi thứ nhất, dựa vào cái gì anh phải thưởng cho? Thiên Tuyết mặt thật không luyến tiếc chút phần thưởng này, thuần túy là bất mãn vì hắn lúc nào cũng để ý Uyển Tình. Anh cao hứng? Anh cao hứng cái gì? Thiên Tuyết giận dữ: có cái gì đáng giá và cao hứng sao? Học phí của cô ấy là do anh đóng, cái này không phải là hồi báo sao? Trả giá điều đó, có thu hoạch, có thể không cao hứng à? Anh cư nhiên đóng học phí giúp cô ấy? Thiên Tuyết trừng lớn hai mắt. Đương nhiên, anh đang nuôi dưỡng cô ấy, hết thảy tiêu dùng của cô ấy đều tính trên người của anh. Không biết vì cái gì, Uyển Tình cảm thấy khẩu khí khi nói những lời này của hắn có chút dường dường tự đắc. Nuôi dưỡng người là chuyện nên đắc ý sao? Một tháng kế tiếp, những tiết ôn tập cùng bài trách nhiệm buồn tẻ, đã có học sinh lục tục đến trường, giáo viên uyển chuyển và khuyên những học bạn khác trước khi thời gian đến tự học buổi tối sẽ giảng bài tốt. Tuy rằng bọn họ rất nhiều người không cần ghi danh đại học quốc nội, thậm chí sớm liên hệ trường tốt ở nước ngoài, nhưng thi vào trường đại học điểm càng cao, trên mặt càng hãnh diện không phải sao? Lại nói đến, những thiên tri kiêu tử này tuy rằng cố gắng, cũng thông minh, nhưng giao tiếp bình thường cũng không ít. Thực không nhiều thời gian mọt sách như vậy, so sánh cũng chỉ thể so sánh với trường nội. Một khi văng ra, đại đa số đều không sánh bằng. Bằng không, Đinh Uyển Tình sao có thể vượt qua bọn họ? Thiên Tuyết cùng Mục Thiên Dương nói với tình huống này, Mục Thiên Dương tự nhiên không đồng ý. Cô dọn đến trường học, Uyển Tình tự nhiên không muốn trở thành người đặc biệt. Không ngờ nội chú khẳng định sẽ phải đi đến lớp tự học. Sau khi giờ tự học trở về đều hơn 11 giờ, ăn chút đồ ăn khuya, rửa mặt một phen, hắn làm sao có thời gian giày vò cô. Chuyện tính phúc của hắn, hắn tuyệt đối không nhượng độ. Em có nhớ tiến vào trước năm mà? Thiên Tuyết giống to. Nếu em không vào được, toàn bộ là lỗi của anh. Đồng hồ đã làm xong, có vào được hay không đều là của em. Mặc kệ, em nhất định phải tiến vào. Cô đương nhiên biết cái đồng hồ đã làm xong. Mục Thiên Dương tuy hay la cô, nhưng cũng rất thương cô. Đồng hồ kia tùy chung đến sẽ đến tay cô. Vào trước năm là thưởng cho, chưa vào được là an ủi. Cô không cần an ủi, cô phải được thưởng. Vẫn không nói chuyện, Uyển Tình mở miệng: trước cho cô ấy đi đi, tôi tháng sau sẽ đi. Mục Thiên Dương nhìn cô, đưa tay vân vê mặt của cô. Thật sự? Ừ. Uyển Tình né tránh tay hắn, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đồ vật bên này đã đủ chưa? Mục Thiên Dương hỏi Thiên Tuyết. Không đủ còn phải quay lại đại trạch lấy. Đủ rồi. Thiên Tuyết trừng mắt lên nhìn Uyển Tình một cái, hung tợn nói: ít quyến rũ anh tôi, làm thân thể hắn mệt muốn chết, tôi và cô liều mạng. Phúc. Mục Thiên Dương bị sặc, ném cái bát giống to. Trong đầu cô cả ngày nghĩ những điều gì vậy? Trên sách nói, nam nhân làm chuyện đó nhiều thân thể sẽ dễ bị hư, thận hư, tinh thần lẫn người vong. Mục Thiên Dương thấy giường giật giật, rất muốn hét lớn một tiếng: anh em một đêm 7 lần không thành vấn đề. Nhưng ngẫm nghĩ lại không thấy thích hợp, chỉ có thể hung hăng nhu nhu huyệt thái dương, đè cảm xúc xuống. Buổi tối nhất định phải dạy dỗ lại Uyển Tình, ít nhất muốn cho cô biết hắn mệt không xấu, ít nhất sẽ không bị làm cô mệt chết. Chương 77, dưa hấu. Cuộc thi tháng chấm dứt, Thiên Tuyết giống như bị lột một tầng da, trở lại biệt thự, gục vào ghế sofa. Bà Trương trưng bưa dưa hấu tới. Uyển Tình ngồi ở một bên gặm từ từ. Thiên Tuyết đứng lên: có cắt hay không? Con muốn lấy thì ăn. Có. Bà Trương thích bộ dáng hoạt bát của cô, cười hì hì nói: tôi cắt làm hai nửa, cô cùng Uyển Tình tiểu thư mỗi người một nửa. Tôi không cần. Uyển Tình nói: tôi ăn không hết. Ít giả bộ thục nữ đi. Thiên Tuyết ôm gối lệch qua một bên, bắp chân trắng mịn gác lên sofa. Cô mới là thục nữ. Uyển Tình nói. Điểm tự mình hiểu lấy là cô vẫn có,
Mục Thiên Thuyết dù có nói như thế nào cũng là thiên kim tiểu thư, được giáo dục từ nhỏ đến bây giờ, làm cho tao nhã cùng cao quý của cô từ trong khung phát ra. Cho dù là phát dần, khí chất cũng sẽ không biến mất, chỉ thay đổi, biến thành một loại khí thế. Thiên Tuyết quét mắt cô một cái, buông lỏng tứ chi thở nhẹ nhàng. Bà Trương ôm Dư Lấu lại đây, cô hưng phấn tiếp nhận, dùng thìa múc một ngụm bỏ vào miệng, vui mừng dạo dực nói: thật sự ngọt như đường. Uyển Tình nghi hoặc nhìn cô một cái. Cô chưa từng nếm qua sao? Thiên Tuyết ăn mấy miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì, buông Dư Hấu chạy vào phòng bếp. Bà Trương! Thiên Tuyết kéo vạt áo bà Trương, giống như một tiểu hài tử tìm người lớn làm nũng. Còn Dư Hấu không? Còn, làm sao vậy? Cho con một ít. Thiên Tuyết vội vàng đi tìm, từ trong tủ lạnh lấy ra nữa, đặt ở cái thớt trên bàn. Chờ nó không còn lăn, cô giơ dao chuẩn bị cắt. Bà Trương vội vàng kéo cô lại. Tiểu thư, ngươi làm cái gì? Cẩn thận bị thương mình. Tôi cắt Dư Hấu. Cô không ấn nó sẽ chạy đấy. Ngay cửa truyền đến thanh âm của Tiền Tình, Tiên Tuyết không giận hờn dừng cô một cái. Ai cần cô lo, cô rảnh chắc. Uyển Tình dựa vào khung cửa trên. Tôi đã từng mua đồ ăn qua, đã làm cơm. Hàng hiệu trang phục mốt quen thuộc đối với cô, còn chuyện bếp núc đối với cô chắc chắn tôi dành hơn. Tuyền Tuyết sắc mặt đổi đổi, tay nắm dao có chút phát run, không biết nghĩ tới cái gì, giống như có điểm rối rắm. Một lát sau, cô một tay đè Dư Hấu, một tay cắt xuống. Phanh một tiếng, cắt làm hai nửa, nhưng một nửa không bị cô đè lại kia, thiếu chút nữa lăn xuống đất. May mà bà Trương đúng lúc tiếp được. Thiên Tuyết ôm lại đây, giọng điệu còn hưng phấn, lưu lại: cảm ơn. Không không, không dám. Bà Trường ấp úng nói, cất dao đi, sợ các cô lại đánh nhau. Thậm chí thấy con dao khác cũng không động ra sắc bén thêm ra. Thiên Tuyết đi tìm thìa, hai cái cắm vào quả dưa hấu, một tay nâng một miếng đi ra ngoài. Đi được hai bước, cảm giác dưa hấu muốn rớt, cô vội vàng kêu Uyển Tình: cầm cho tôi. Uyển Tình đưa tay đi cầm miếng kia, Thiên Tuyết lại cầm nửa miếng của cô, sau đó xoay bước lớn đi ra ngoài biệt thự. Uyển Tình nghi hoặc đi theo sát cô, đi vào gara phía sau biệt thự. Song gara có mấy chiếc xe danh tiếng, số lượng có hạn đang đậu. Thanh âm nam nhân nói chuyện với nhau chuyển đến: phải ở trong này coi xe cả đời sao? Có thể không được tổng giám đốc thưởng thức cũng không sai rồi. Tôi thật không ra sao cả, dù sao cũng chỉ là học sinh trung học. Nhưng anh... Chương 78: các anh ăn đi. Rào rào, mấy tâm thanh nước chảy ra. Uyển Tình cùng Thiên Tuyết bước qua, thấy A Tảnh cùng A Thoa đang rửa xe. Hai người cảm giác có người đang đến, ngẩng đầu, đồng thời đứng nghiêm trang, cung kính nói: tiểu thư. Tiểu thư làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay lại phải lái xe quá nhanh? Các cô đến tìm bọn họ tính sổ. Ngay cả Dư Hấu đều đã chưa ăn xong. Thiên Tuyết cười dài nhìn bọn họ một lát, đưa Dư Hấu qua: mời các anh ăn Dư Hấu. A Hoa nhìn A Thành: đây là chuyện gì? Đại tiểu thư còn phải mời bọn họ ăn Dư Hấu? Vẫn là có thìa dùng. Coi bọn hắn là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Không dám. A Thành cũng nhìn chằm chằm Dư Hấu rối rắm, rốt cuộc sao lại chọc tới đại tiểu thư. Các anh ăn đi. Thiên Tuyết thấy bọn họ bất động nổi giận, hai người vội vàng tiếp nhận, bắt đầu cầm ăn, nốt một miếng mới phản ứng lại: cảm ơn tiểu thư. Thiên Tuyết ngọc thủ vung lên, hào sảng cười khẽ: không cần cảm ơn. Sau đó hai người tiếp tục ăn Dư Hấu. Ăn một trận, nghi hoặc nhìn cô cùng Uyển Tình: còn không đi, còn muốn lấy vỏ Dư Hấu cùng thìa. Thiên Tuyết cũng nhìn ra bọn họ không được tự nhiên, đang nhiệt tình đột nhiên giống như bị tát nước lạnh, lạnh xuống. Sau đó nhớ tới cô tới đây làm gì, đưa Dư Hấu cho hai người tài xế, rất khôi hài. Cô chính là Mục đại tiểu thư, vì cái gì lại phải làm như vậy? Cô cũng không biết rõ mình, hơi có chút không được tự nhiên nói: là các anh dạy tôi ăn Dư Hấu như vậy. Đối với cô hẳn là như thế, cho nên muốn chia sẻ. Cô chưa bao giờ sẽ ăn Dư Hấu như vậy, phun hạt đều phải dùng khăn che. Loại lạc thú này cô chưa từng nhận thức qua. Nghe bọn hắn nói xong, cô vẫn phải nhớ thử. Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội.
Chúng ta nói qua khi nào? A Thành nguy hoặc hỏi. Có. Tiên Tuyết thấy hắn đã quên, có chút mất hứng. Thời điểm các anh vừa mới làm việc dưới tay anh tôi, ngày sinh nhật tôi đấy. Kỳ hẳn là phải, 3 năm trước hắn thật đúng đã quên. A Thành nhìn về phía A Hoa, muốn hỏi hắn còn nhớ hay không. A Hoa vội vàng dùng ánh mắt phủ nhận. Đại tiểu thư vừa nói hắn nhưng thật ra nghĩ tới, có một ngày đưa tổng giám đốc về nhà, đi vào gara dừng xe trở ra, nửa đường gặp đại tiểu thư yêu kiều đáng yêu, đó là lần đầu tiên thấy cô ấy, bị cô kêu đi làm. Hắn chưa thấy qua việc đời, đều bị hù chết. Đại tiểu thư hỏi cái gì, cũng đáp cái đấy, nhưng rốt cục cũng nói gì đó, hắn căn bản không nhớ rõ. Chẳng lẽ bọn họ cứ nhiên nói cho tiểu thư cao quý này ăn dấu phải như thế nào? Tiên Tuyết thấy bọn họ không nhớ rõ, có chút bừng bực, xoay người bước đi. Hai người đi rồi, A Hoa nhìn dưa hấu trong tay A Thành nói. Của anh giống như lớn hơn so với tôi. Đổi không? Không. A Hoa tới gần hắn, nhỏ giọng nói. Tôi cảm thấy đại tiểu thư giống như có ý gì đó với anh. Nếu như vậy, anh sao không bắt lấy cơ hội? Cho dù phấn đấu 30 năm, hắn vẫn chỉ mới học vào trung học. Cho dù đặt lên cảnh cao cũng chịu không được, nhưng A Thành sẽ không giống. Người ta chính là nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng. Tuy rằng không tốt nghiệp, nhưng có thực lực chứng minh. Người giống như vậy, có một người cho hắn làm ván cầu, hắn có thể mở ra một khoảng trời riêng. Anh nghĩ tôi thành người nào? A Thành tức giận nói, đặt dưa hấu ở một bên, tiếp tục rửa xe. Tôi còn chưa nói tôi... A Hoa không tha nhìn thoáng qua phần dưa hấu, cũng đặt một bên. Vốn định giải khát, mà như người ta không ăn, hắn lại ăn, giống như sinh vật lạ. Chương 79. Tôi phải về nhà. Tiên Tuyết cùng Nguyễn Tình đi vào biệt thự, thấy Mục Thiên Dương ngồi ghế sofa ăn dưa hấu. Sửng sốt một chút, hai người bước qua, Tiên Tuyết hỏi. Trở về sớm như vậy, không đi gặp oanh yến yến của anh à? Biết các em nghỉ, định dẫn các em ra ngoài ăn cơm. Đi nơi nào? Tiên Tuyết vội vàng ngồi vào bên người hắn, ôm cánh tay hắn hỏi. Cơm tây sao? Cơm tây rất phiền toái, đổi một chỗ đơn giản đi, ăn ở có được không? Em làm sao vậy? Không đi nhà hàng tây, lại thích ăn ở chỗ đó để sửa ấm. Mục Thiên Dương buông mỏ dưa hấu ra, đưa tay về phía Uyển Tình. Uyển Tình vội vàng để tay mình vào tay hắn, bị hắn kéo đến bên người mình. Hắn ôm cô, ở trong máy lóc của cô hít một chút. Tiên Tuyết nhíu mày. Em còn ở trong này mà các người sao không chú ý một chút? Vừa mới đi nơi nào? Mục Tiên Dương hỏi. Tiên Tuyết cứng lại, đột nhiên không có khí thế, cầm dưa hấu lên ăn. Uyển Tình thấy cô như vậy, hẳn là không muốn Mục Tiên Dương biết. Nhất thời rối rắm, rốt cuộc nên nói thay hay không? Nói thật sẽ thế nào? Cô thật đúng là tò mò. Đi đến bên ngoài, rồi lại đi vào. Uyển Tình nói. Thiên Tuyết muốn đi bơi lội, chúng tôi sẽ đến bể bơi nhìn một chút. À, em hình như chưa có áo tắm, buổi tối nhân tiện mua vài món. Em cũng muốn, Thiên Tuyết nói. Áo tắm của em không mang theo. Được rồi, đều mua. Mục Thiên Dương nói xong, lại hỏi Uyển Tình muốn ăn cái gì. Thiên Tuyết lại không vui. Anh sao không hỏi em? Em thì cái gì mà chưa ăn qua? Em... Tuy lời nói như vậy, nhưng anh không quan tâm đến em mình, lại quan tâm ngoại nhân, có thể hay không hơi quá đáng. Uyển Tình có chút vô lực mà nhíu mi dưới. Tùy anh đi, tôi không có nghĩ qua, cũng không có cách nào có khác cho ý kiến. Kỳ thật cô rất nhớ nhà, ngày hôm qua hắn đã không đáp ứng, hiện tại cũng không có cho cô cơ hội mở miệng, rõ ràng là không được. Thiên Tuyết ăn dưa hấu đến một nửa, nhớ tới người trong gara, nhớ tới mùa hè năm đó 14 tuổi, nói với Mục Thiên Dương. Anh, em muốn vương miện Cartier. Em lại nữa. Mục Thiên Dương giận dữ. Vương miện kia khảm kim cương, cô biết bao nhiêu tiền sao? Mua một cái đồng hồ còn chưa đủ, còn muốn vương miện. Hơn nữa, cô nhắc tới vương miện, Uyển Tình sẽ nói muốn về nhà. Quả nhiên, Uyển Tình nhìn hắn, sâu kín nói. Tôi muốn về nhà. Tuyền Tuyết bị hắn giống cho một tiếng, dầu dĩ dựa tựa vào ghế sofa. Mục Thiên Dương day day chán hỏi. Em muốn về miệng làm gì? Tháng sau sinh nhật em phải mang nó ở party.
Uyển Tình ngồi thẳng người. Lần trước không phải Không Vân sắm bại sao? Nếu anh mua cho cô, hôm nay anh phải cho tôi về nhà. Rõ ràng là nghỉ phép, hắn lại nói với cô là mẹ mình nghỉ 2 ngày. Cô nhất định phải tranh một phen. Mục Thiên Dương mặt bình tĩnh, không nói. Uyển Tình vừa thấy, nghĩ đến hắn ý dí sắt đá, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hốc mắt phút chốc đỏ lên, đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn, đáng thương nói hơi rơi lệ. Thiên Dương! Cô khóc, đang muốn quỳ xuống cầu xin hắn. Nhất thời hắn mềm lòng, một phen giữ chặt cô. Được rồi. Uyển Tình ngừng khóc, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, liền nhìn vào hắn như vậy. Chương 80. Các em đánh một trận. Mục Thiên Dương rất muốn cứ như vậy thả cô đi, nhưng thật sự không muốn cô cảm thấy được mình rất quan tâm cô, bắt đầu kéo cô đi lên lầu. Tuyên Tuyết thấy cô cư nhiên cùng mỹ nhân kế, giận dữ nhảy tới ngăn bọn họ lại. Anh muốn cho cô ấy trở về, vậy phải mua cardio cho em. Mục Thiên Dương đau đầu, giằng co trong chốc lát, buông Uyển Tình ra, xoay người trở lại ngồi trên sofa. Uyển Tình vội vàng vô cùng đi tới, khẩn cầu nói, anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều làm tất cả, tôi chỉ có thể gặp mẹ tôi 3 ngày mà thôi, van cầu anh. Thiên Tuyết tức giận mà thúng to, cô có cốt khí chưa, quả thực là mất mặt nữ nhân chúng ta. Mục Thiên Dương bất mãn hô to gọi nhỏ với Uyển Tình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái, đột nhiên họa quyết đoán. Như vậy, các em đánh một trận. Cái gì? Hai người kinh ngạc nhìn hắn, mí mắt hắn cũng không nâng lên một chút. Ai thắng, tôi đáp ứng với người đó. Thiên Tuyết thắng, tôi... Còn chưa nói xong, hai người đột nhiên nhảy bổ vào nhau, và đánh tay, kéo tóc. Bàn trà và sofa bị đụng vào binh binh lách cách. Một hồi gió tanh mưa máu, Mục Thiên Dương trợn mắt há hốc mồm một hồi, bực bội ngồi trên ghế sofa, nhìn các cô đánh nhau. Một hồi thời gian qua đi, Uyển Tình cưỡi ở trên người Thiên Tuyết, hung hăng nhéo mấy cái, đứng lên nhìn Mục Thiên Dương. Tôi phải về nhà. Lúc này, Thiên Tuyết mới một cước đạp tới cô, bổ nhào tới đè ngã cô lên ghế sofa, hung ác ấn mấy cái, ép cô tới không thể động đậy, quay đầu nói với Mục Thiên Dương. Em phải có cardio. Uyển Tình nóng vội, duỗi 5 ngón tay ra chộp tới trên mặt cô. Thiên Tuyết né tránh. Cô cứ nhiên muốn hủy dung nhan của tôi. Cô muốn mưu sát. Cô. Đủ rồi. Mục Thiên Dương trầm giọng đánh lãnh lời các cô. Hai người sửng sốt nhìn hắn, hét lên. Tôi thắng, em thắng. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, chỉ vào Uyển Tình. Em, về nhà. Thiên Tuyết đang muốn kháng nghị, hắn lại chỉ vào Thiên Tuyết. Em, cùng anh đi mua cartier. Cuối cùng, hai người đều thoải mái. Thiên Tuyết ngồi trở lại ghế sofa, ôm lấy dưa hấu tiếp tục ăn. Uyển Tình trực tiếp đi lên lầu, một lát sau xuống dưới, rửa mặt, cột tóc đuôi ngựa, thay đổi hàng vệ hè cô mang đến từ trong nhà. Mục Thiên Dương thấy cô, nhìn cũng không nhìn một cái, giống to. Uyển Tình! Uyển Tình sửng sốt một chút xoay người. Anh đáp ứng rồi. Tay Mục Thiên Dương đặt ở trên người nắm thành quyền, hơi hơi phát run, cư nhiên không nhìn tay hắn. Hắn đồng ý cô về nhà, cô sẽ không thể đối với hắn tốt hơn một chút. Không nói hôn tạm biệt, không nói cười về hắn, liếc hắn một cái rồi đi. Lại đây! Hắn lớn tiếng gầm nhẹ, hù Thiên Tuyết run một cái. Chương 81. Em đi đi. Uyển Tình lui từng bước, muốn tung cửa chạy. Nhưng hôm nay trốn thoát, ngày mai thì sao? Cô khổ sở cắn cắn môi, chậm rãi bước qua. Mục Thiên Dương ngón tay giật giật, nhất thời không biết phải làm như thế nào để thu thập cô. Áp đến nền giường, vậy thì sau khi chấm dứt, cô hôm nay cũng phải quay về nhà không được. Hắn không quan tâm cô có trở về được hay không, nhưng chỉ sợ cô về sau càng hận hắn. Uyển Tình thấy hắn nãy giờ không nói gì, túi sách trên tay rơi xuống đất, một tiếng trống vang lên. 3 người trong phòng khách đều phục hồi tinh thần. Uyển Tình cầm lại túi sách, vẻ ngặt thất hồn lạc phách, khàn khàn nói. Tôi định đi thay quần áo. Không nói cũng biết, hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Trở lại phòng ngủ, Uyển Tình bổ nhào trên giường, nhíu lấy hạ giường khổ sở khóc giống. Cô không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể nắm chặt thành quyền một lần, đè nén xuống. Đột nhiên một vật nặng đặt trên lưng cô,
cô sợ hãi kêu lên. Vừa mới quay đầu lại, người đã bị Mục Thiên Dương bế lên. Mục Thiên Dương bị lật mình cô lại, lém lên trên giường, phẫn nộ buồn nhào đến, liền hôn lên miệng cô. Buông! Uyển Tình dãy dụa kêu to. Tôi hận anh, tôi hận anh! Mục Thiên Dương ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên. Em hận đi, em có một ngày không hận tôi sao? Uyển Tình nhìn hắn, đột nhiên xoay đầu đi, khí lực trên người đều rút đi, ô ô khóc lên. Mục Thiên Dương đột nhiên buông cô ra, xoay người ngồi ở một bên. Em, đi đi, 3 ngày sau tôi lại tính sổ với em. Uyển Tình sửng sốt, ngồi nhanh dậy, không thể tin nhìn hắn. Hắn thật sự thả mình đi, hôm nay thật sự có thể về nhà. Mục Thiên Dương nói với mình, chỉ cần hiện tại cô dựa vào đó, nói một tiếng tạ ơn, hắn đều tha thứ cho cô. 3 ngày sau hắn tuyệt đối sẽ không khó xử cô, nhất định ôn ôn nhu nhu mà. Chẳng những như vậy, nghỉ hè hắn đều cho cô về nhà. Vài giây sau Uyển Tình động, cũng chưa đi về phía hắn, mà nhặt lên túi sách trên mặt đất, cũng không quay đầu lại ly khai khỏi phòng ngủ. Mục Thiên Dương nắm chặt lấy đồ thủy tinh trang trí trên đầu giường, phanh một tiếng nện trên mặt đất. Uyển Tình hoảng sợ, sợ hãi hắn đổi ý, chạy nhanh xuống lầu. Mục Thiên Dương cười lạnh với không khí một tiếng. Xem đi, mày chiếm được cái gì, còn không phải bị cô ta phá hư. Dù sao kết quả đều giống nhau, cô vĩnh viễn sẽ không nhìn kỹ hắn, sẽ không nghiên cứu hắn muốn cái gì, lại càng không sẽ không phát hiện hắn yêu cô. Dưới lầu, Uyển Tình vừa mi đi tới cửa, sau lưng chuyển đến thanh âm. Đinh Uyển Tình! Uyển Tình quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Tuyết. Chuyện gì? Không được tổn thương anh tôi. Thiên Tuyết nặng nề nói, vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Yên tâm, tôi không tổn thương hắn được, Uyển Tình nói. Mà là tôi, lại có thể tùy thời bị hắn tra tấn tới chết. Vậy cô đi rồi đừng quay lại đây. Thiên Tuyết đột nhiên giống to, Uyển Tình bi thương cười. Cô nghĩ rằng tôi muốn trở về sao? Thiên Tuyết thấy vẻ mặt tuyệt vọng kia của cô, sợ rút một chút, lấy lại tinh thần. Cô đã đi rồi. Cô sai rồi. Thiên Tuyết ngã ngồi ở trên ghế sofa, thì thào nói. Cô có thể thương tổn hắn, vừa rồi cô đã làm được. Thiên Tuyết ngẩn người ra đã lâu, Mục Thiên Dương đã ổn định lại tâm tình xong. Phát ngốc cái gì, đi thay quần áo đi, rồi ra ngoài ăn cơm. Anh không phải thích cô ấy đấy chứ? Mục Thiên Dương sửa lại móc tay áo dừng một chút, nhíu mày nói. Chuyện người lớn, em không hiểu được đâu. Anh sẽ không thể để cô ta làm chị dâu của em. Thiên Tuyết sợ hãi hỏi. Được rồi. Mục Thiên Dương vuốt cằm. Anh sẽ suy nghĩ về đề nghị của em. Thiên Tuyết phẫn nộ đứng lên. Anh mơ đi, em tình nguyện đi chết. 3 ngày sau, Uyển Tình trở lại biệt thự. Bà Trương nói cho cô biết Mục Thiên Dương đã mang theo Thiên Tuyết về nhà. Uyển Tình đều chuẩn bị sẵn sàng chờ cơn tức giận to lớn của hắn. Nghe nói hắn không ở lại nhà là lại thả lòng, lại càng lo lắng. Thả lòng chính là hiện tại không có việc gì, lo lắng chính là khi nào hắn trở về. Buổi tối đúng lúc hạn đi ngủ, lại ngồi trên giường chờ một chút. Lúc này vẫn chưa trở về, hẳn lẽ không trở lại đi. Uyển Tình yên tâm nằm xuống ngủ, mơ mơ màng màng còn chưa ngủ, liền cảm giác có người áp lên người mình, đôi môi nóng bỏng hôn mình. Biết là hắn, cô không sợ hãi, rất bình tĩnh hô. Thiên Dương! Mục Thiên Dương dừng lại, mở đèn lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Còn chưa ngủ? Mục Thiên Dương cười, tâm tình thoáng chốc tốt hơn nhiều. Nhìn cô, chắc là chờ mình đi. Tuy rằng không có khả năng, nhưng có thể tưởng tượng như vậy. Hắn hôn cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Uyển Tình ngồi xuống, lôi kéo áo ngủ trên người, không yên bất an chờ. Khi Mục Thiên Dương ra ngoài, thấy cô còn chưa ngủ, biết là cô bởi vì chuyện ngày đó đang đợi trừng phạt của hắn. Cô như vậy làm cho hắn không biết nên sinh khí hay là nên an ủi. Tức giận là cô chỉ sợ hắn, không thương hắn. An ủi là nếu cô còn biết sợ hắn, không có phản kháng hắn. Đột nhiên phát hiện bộ dáng của cô có điểm bất đồng, ánh mắt hắn nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm ngực cô. Uyển Tình có chút khẩn trương, ngực phập phồng không ngừng. Mục Thiên Dương bước qua, thân thể chỉ có thể bọc khăn tắm thoạt nhìn vô cùng gợi cảm,
bọt nước trên ngực theo cơ bụng lăn xuống chui vào bên hông. Hắn quỳ gối trên giường, đẩy tóc trước người Uyển Tình ra, nhìn thấy cô mặc một kiện cần áo ngủ trong suốt, áo ngủ màu đen thần bí khiêu gợi, cổ khát khao khoét không cao không thấp, làm cho bộ ngực sữa bị cô che đầy. Hai điểm anh đào hồng phấn như ẩn như hiện, Mục Thiên Dương cảm thấy được yết hầu khô khốc, một cỗ lửa nóng từ phía dưới dâng lên. Hắn khàn khàn hỏi: "Ai dạy em mặc thành như vậy?" Uyển Tình nói: "Là anh mua cho tôi." Mục Thiên Dương bỗng nhưng xốc chăn lên, hai chân Uyển Tình toàn bộ lõa lồ bên ngoài, ngay cả quần áo nhỏ đều nhanh che ra không được. Uyển Tình kéo nhanh mấy vạt áo ngủ xuống, muốn che khuất nơi đó. Ai ngờ hành động này khiến cho phần no đủ phía trên nhảy ra ngoài. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi, cô vừa vội vàng kéo áo ngủ lên, quỳ sụp xuống. Như vậy cuối cùng cũng che khuất cả ba chỗ. Nhưng áo ngủ nửa trong suốt này, che xong so với không che càng mê người hơn. Mục Thiên Dương đi từng bước tới gần cô, cầm mặt của cô, giọng điệu mê hoặc nỉ non: "Dù sao thì là chuẩn bị cho anh, còn che làm cái gì?" "Tôi..." Uyển Tình né tránh hắn, hận không thể tìm một cái hầm ngầm nhảy xuống. "Ngoan, anh không trách em." Mục Thiên Dương vội vàng hôn cô, kéo tay cô vòng lên thắt lưng của mình. "Thiên Tuyết không có ở đây, em kêu lớn tiếng hơn, anh thích nghe." "Không." Uyển Tình khó chịu nói. "Em lại không nghe lời." Mục Thiên Dương cắn lỗ tai cô, một bàn tay vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô, một tay dọc theo cái eo nhỏ nhắn đi phía dưới. Hắn trước tiên ở trên mông cô vuốt ve, chậm rãi chuyển tới phía trước, cách lớp áo ngủ kinh bạc đè lén đá hoa của cô. Uyển Tình bị hắn làm cho cao gấp sắp công, cả người khó chịu, nhịn không được tràn ra âm thanh. Chương 82: Sinh bệnh. Trải qua nhiều ngày đêm như vậy, hắn sớm tìm ra điểm mẫn cảm của cô. Giờ phút này, nặng hoặc nhẹ, gặm gấm hay là địa phương này, làm cho cô kìm lòng không được vì hắn run rẩy. "Thích không?" Hắn nắm bắt nhũ hoa nho nhỏ của cô. "Nơi này của em dựng đứng rồi." "Đừng nói nữa." Uyển Tình cong người về phía trước, bộ ngực no đủ đứng thẳng trước mắt hắn. Hắn nắm eo nhỏ của cô, cúi đầu liếm hấp, tay kia thì lại hạ mặt cởi bỏ đội khố của cô. Quần áo kiểu dây buộc, chỗ hoa thuyệt còn có một cái đồng. "À, đây thực là..." "Hôm nay không phải thời gian thưởng thức, hôm nào có thể thử xem. Mặc đồ y như vậy, bên ngoài mặc váy liền áo sẽ rất tiện." Để miếng vải kia xuống đất, hắn đẩy cánh hoa của cô ra, ở bên tai cô khẽ bảo: "Bảo bối, em đều ướt rồi." "Anh đừng..." Uyển Tình khóc nói. "Ngoan, chuẩn bị tốt cho anh, anh sẽ yêu em nhiều nhiều." Mục Thiên Dương nói xong, một ngón tay đột nhiên đâm vào. Uyển Tình khẽ kêu một tiếng, run rẩy nằm trên người hắn. Cái mông vảnh ra phía sau, động tác này đột nhiên tới, rất dễ dàng rời khỏi ngón tay hắn. Nhưng hắn lại gắt gao theo sát cô, giống như bị hút cô vậy, một chút đều không có trượt ra ngoài. "Em xem, em đến tiếc mà." "Rõ ràng là anh..." Uyển Tình cả giận nói. "Phải không?" Mục Thiên Dương ánh mắt nhíu lại, ngón tay bắt đầu ở bên dòng chơi chơi đùa. Uyển Tình cắn môi dưới, không phát ra hình âm thanh. Mục Thiên Dương thả cô ngã trên giường, nhìn mỹ ái tiến dữ của cô. "Không cần cắn, kêu ra đi." Uyển Tình không thuận theo mà đấm lại hắn. Hai mắt mỉm cười, một bên lấy ngón tay để ép vách tường bên trong của cô, một bên cúi đầu nhấp mũi qua của cô. "Uyển Tình, ngày mai phải đi nội trú sao?" Uyển Tình rên rỉ, cố gắng nhìn hắn. Anh không đồng ý." "Đồng ý. Ai đến thỏa mãn anh?" Hắn nhẹ nhàng hôn môi cô. "Đừng đi, ở nhà giúp anh." "Tôi không thích." Uyển Tình nói. "Anh không cần như vậy có được hay không?" "À, nhẹ một chút." "Em không cần, không cần còn ra nhiều nước như vậy." Hắn ngón tay ra vào thật mạnh. Cô nghe thấy tiếng nước tinh tế của mình, xấu hổ muốn chết. Thấy cô không sai biệt lắm, hắn rút ngón tay ra, kéo khăn tắm dưới người mình, một đường đi vào. Uyển Tình kêu lên một tiếng, cả người trở nên mềm nhũn. Mục Thiên Dương bắt đầu dùng sức ra rồi lại vào, thẳng đến khi Uyển Tình kêu to. Sau đó hắn lại lật cô qua, từ sau lưng tiến vào, liền thay đổi mấy tư thế,
hắn rốt cục luyến tiếc gây sức ép cho cô phóng thích chính mình. Uyển Tình tỉnh lại, theo bản năng lấy đồng hồ báo thức. Bên cạnh đột nhiên một bàn tay duỗi đến, đẩy tay cô về. Cô mở mắt ra, thấy Mục Thiên Dương đang mặc quần áo chỉnh tề. Mục Thiên Dương bỏ tay cô vào trong chăn. Cô há mồm muốn nói gì đó, lại cảm thấy yết hầu ngứa ngứa, nhịn không được ho khụ khụ. Mục Thiên Dương nâng cô dậy, ôm lấy cô ngồi trên giường, lấy từ bên cạnh qua một chén nước đưa tới bên cạnh miệng cô. Há mồm. Uyển Tình muốn tự mình uống, giật giật cánh tay, phát hiện bị chăn bao lấy, đành phải nhận đồ của hắn. Uống xong một ly, Mục Thiên Dương lại cầm lấy bình thủy tinh đổ một ly. Cô lúc này mới phát hiện bên giường đã bày một bàn trà, ấm nước, chén nước, máy tính và văn kiện, chồng chất không ít. Mục Thiên Dương rót nước xong, lại cầm lấy lên một bàn túi giấy. Từ bên trong lấy ra mấy viên thuốc đủ mọi mọi màu sắc, đưa cho cô. Nào, uống thuốc. Tôi uống ngày hôm qua rồi. Uyển Tình lại muốn xuống giường. Mục Thiên Dương sửng sốt, hiểu được cô nói chính là thuốc tránh thai. Hắn nắm chặt ly nước trên tay, ấn cô sấp ngửa xuống giường trở về. Em bị cảm, uống thuốc đi. Uyển Tình vừa nghe, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình cả người khó chịu. Cô còn tưởng rằng nguyên nhân là do ngày hôm qua bị giày vò quá lâu. Cô uống thuốc, thấy máy tính trên bàn trà đầy tiếng Nhật, đáy lòng nghi hoặc, hắn chẳng lẽ ở trong này bồi mình. Một lát sau, cô vội vàng buông ly nước xuống, cầm đồng hồ báo thức lên nhìn. 12 giờ, tôi muộn rồi. Anh xin nghỉ cho em rồi, Mục Thiên Dương nói. Nằm trở về đi, nghỉ ngơi tốt đã. Tôi muốn đi học. Uyển Tình hét lớn một tiếng vào buồng vệ sinh. Vừa rời khỏi cánh cửa một chút, cô đã không nhịn được thân mình nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa té xỉu. Lấy lại bình tĩnh, cô vịn tường đi đến bên cạnh bồn rửa tay, cầm lấy kem đánh răng của mình cùng bàn chải đánh răng. Cả người không khí lực, cô thật sự bị bệnh. Không, cho dù sinh bệnh, cô cũng phải đi học. Chỉ có điều này cô mới được là chính mình. Ngày đầu tiên bước vào nơi này, cô liền vứt bỏ bản thân, chưa bỏ kiến thức còn có thể là của mình, cô cái gì đều không có. Uyển Tình lén lẹ ly, đi vào trong phòng thay quần áo, chậm rãi mặc quần áo, mở cửa cánh cửa thông phòng ngủ ra. Mục Thiên Dương sớm ở bên ngoài chờ cô. Hắn một phen ôm lấy cô, ném lên giường. Anh làm gì? Uyển Tình giống to. Tôi tối qua đã thỏa mãn anh à? Tôi muốn đi học. Thỏa mãn, cô liền coi như là một nhiệm vụ. Mục Thiên Dương giận dữ. Em bị bệnh thành như vậy, em còn có thể đi học à? Còn có thể ảnh hưởng đến người khác nữa chứ. Uyển Tình sợ run một hồi, vẫn hận nói. Anh cố ý, tôi không có bị bệnh, anh gạt tôi, anh không muốn tôi đi học. Mục Thiên Dương càng thêm tức giận đến lợi hại, giống như điên rồi, giơ tay lên một bạt tay đánh tới. Uyển Tình sợ tới mức né tránh, cái tát kia không có mạnh đánh vào mặt mình, ở trên vai cô dừng lại. Nhưng bàn tay đã mang đến một cơn gió sắc bén, còn có cỗ tức giận. Mục Thiên Dương buông tay, hung hăng nói. Tùy em nghĩ như thế nào? Hắn thu thập tốt máy tính đi khỏi phòng. Uyển Tình kinh hồn, vài phút mới tỉnh táo lại. Cô khẩn cấp muốn rời đi. Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh, cô hoảng sợ không thể động đậy. Cửa phòng mở ra, bà Trương. Cô thở vào nhẹ nhõm một hơi, cơ hồ sụi lơ ở trên giường. Bà Trương bưng thức ăn đi tới, đặt ở trên bàn trà, múc cháo cho cô. Tiểu thư, mau ăn một chút. Tôi... Uyển Tình hiện tại cấp bách nhất chính là việc học, căn bản không có tâm trạng ăn cơm. Nhưng dạ dày này thật là có chút trống rỗng, đành phải tiếp nhận. Uống hai chén cháo, bà Trương còn muốn kêu cô uống bát nữa, cô lắc đầu. Tôi không thể ăn nữa. Bà Trương đành bốn bát cháo, thuận tay kéo chăn dưới chân cô, nhét cô vào trong chăn. Vậy cô muốn ăn cái gì? Tôi lại đi làm. Cháo ăn mau đói. Uyển Tình lắc đầu thuận thế nằm xuống. Bà Trương đắp chăn cho cô, thu thập bát đũa rời đi. Uyển Tình gọi bà lại. Hắn đi rồi sao? Ở trong thư phòng. Uyển Tình buồn bực nằm trở về, sách của cô cùng bài tập còn ở thư phòng. Hắn ở đó, cô đi lấy làm sao đây? Bà Trương biết cô là muốn đi học, thấp giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, cô nghỉ ngơi một ngày đi, tiên sinh ở trong này bồi cô đến trưa luôn đấy.
Uyển Tinh biểu tình ngẩn ra nói, hắn là ở đây giám thị tôi. Bà Trương không tốt nói cái gì nữa. Hai đứa nhỏ đáng thương. Chương 83, tức giận. Uyển Tinh vốn không muốn ngủ, nhưng vừa nằm xuống, không đầy mấy phút liền mơ mơ màng màng, tỉnh lại lần nữa, thân thể không còn khó chịu như vậy, cảm giác có người sờ trán mình, lại kéo chăn ra giờ giờ của mình. Cô mở mạnh mắt ra, trừng Mục Thiên Dương trước mặt. Anh đang làm gì vậy? Cô sinh bệnh rồi, hắn không thể nghỉ một chút sao? Mục Thiên Dương liếc trắng cô một cái, không kéo quần áo cô, trực tiếp vươn tay. Đưa nhật kế cho anh. Uyển Tinh sửng sốt, lúc này mới cảm giác được dưới nách có đồ gì đó. Cô đưa tay sờ mó, phát hiện áo ngủ mình bị đổi. Ai đổi vậy? Chắc là bà Trương đi. Mục Thiên Dương sẽ không cởi quần áo cho cô, nhưng không thể nào hảo tâm thay quần áo giúp cô như vậy. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua nhiệt kế, đưa tới trước mặt cô. 37 độ 5, giảm được một chút. Uyển Tinh không biết hắn đây là cái ý tứ gì, liền ư một tiếng. Hắn ngồi xuống nhìn cô chằm chằm. Em nói, anh lừa em không? Uyển Tinh mở há mồm, hỏi, anh xin nghỉ vài ngày cho tôi. Khi nào tốt rồi thôi? Uyển Tinh nghe xong rất không cao hứng. Khi nào tốt rồi thôi? Tiêu chuẩn của hắn là gì? Hắn cũng không nên 2-3 ngày nữa lại giày vò mình, khiến cho cả đời mình không cách nào khác tốt hơn. Thiên Tuyết vừa gọi điện thoại đến, nói ra một biện pháp hạ sốt. Hắn nghe xong lại hung hăng mắng nha đầu kia một trận. Biện pháp gì? Uyển Tình không có tâm tư quan tâm anh em bọn họ, nhưng hắn muốn nói chuyện phiếm, cô đành phải ngoan ngoãn tiếp lời. Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: làm tình. Uyển Tình tức giận nhìn hắn ho khan. Hắn cười: có thể anh không muốn em tốt lên nhanh như vậy, cho nên coi như xong. Anh... như thế nào? Hắn lại gần cô. Em muốn làm cùng anh. Có mà thiên tài muốn làm cùng anh. Uyển Tình giọng khó chịu, vội vàng đẩy hắn ra, bừng lên lên mãnh liệt nuốt xuống. Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh trong chốc lát đột nhiên nói: em hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai hẳn là miễn cưỡng có tinh thần, muốn đi học cũng không phải không thể. Uyển Tình nhìn hắn ánh mắt đầy hy vọng. Đáp ứng anh một yêu cầu, anh liền cho em đi. Uyển Tình nhíu mày, lại yêu cầu, lại là giao dịch. Không muốn. Anh nói trước đi. Mục Thiên Dương chỉ nhìn cô, cũng không nói chuyện, giống đang nói cho cô. Tôi còn cho cô ban ân, cô còn muốn cỏ kè mặc cả. Uyển Tình nở nụ cười nhẹ, thần sắc đau thương. Tôi đáp ứng anh. Mục Thiên Dương biểu tình của cô như vậy, đáy lòng có chút khó chịu, nhưng giọng điệu lại không lộ ra mảy may. Trường học muốn các em nội trú, đều chỉ là vì tự học tối. Cùng lắm thì sau khi lớp tự học buổi tối tan học, anh đi đón em vẫn ở trong nhà. Uyển Tình biết hắn là vì làm chuyện kia, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh có thể đổi một nữ nhân khác được không? Mục Thiên Dương chừng cô, đột nhiên đứng lên, một cước đá ngã lăn bàn trà. Uyển Tình sợ tới mức hét chói tai. Đinh Uyển Tình, em tỉnh lại cho anh. Hắn chỉ vào cô giống dần. Muốn đi học, xem khi nào tâm tình anh tốt đi. Uyển Tình sửng sốt trong chốc lát, thấy hắn ngông cuồng phong càn quét ra bên ngoài, gấp đến độ hôi to. Thiên Dương! Cô lập tức nhảy xuống giường. Tôi sai rồi. Bàn trà cùng ly nước quẳng nát, thủy tinh bị bẻ không ít. Cô dẫm lên. Mục Thiên Dương nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai chân cô chảy máu, trong lòng giống như bị đâm một dao. Hắn mở với định đi tới, lại đúng lúc ngừng cước bộ quay đầu bước đi. Uyển Tình nhìn chân của mình, nước mắt chảy ròng ròng quay đầu lại, liền thấy bóng dáng lạnh lùng của hắn. Cô không phát hiện, hắn vì cô dừng lại, vì cô mà đau lòng. Cô cắn răng, cầm lấy điện thoại đầu giường, gọi xuống dưới lầu. Bà Trương, phiền bà lên giúp con một chút. Lập tức sẽ tới. Bà Trương trả lời, vừa rồi tiên sinh phân phó cô, nói chân tiểu tử bị thương, kêu thầy thuốc cho cô. Cô mới gọi điện thoại cho thầy thuốc, đang chuẩn bị đi lên. Chân bị thương, Uyển Tình hai ngày không được xuống giường, cũng không thấy qua Mục Thiên Dương, hắn giống như vẫn không trở về. Có lẽ thật sự đi ra ngoài tìm nữ nhân đi. Nghĩ vậy tim cô mơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực,
khổ hình của cô đã muốn xong rồi sao? Nếu hắn từ nay về sau không trở lại, cô có phải hay không có thể lén chạy trốn? Có thể hay không, qua một hồi hắn trở về, hắn kêu cô thu thập đồ vật, cút đi. Vậy thì thật sự là quá tốt. Uyển Tinh chỉ suy nghĩ một chút, liền nhịn không được cả người kích động run rẩy. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái lồng vàng này. Cô ở trong này hơn 3 tháng, rất nhiều chuyện bắt đầu quen. Cô không cần quen, tất cả đều là tra tấn. Nếu hoàn toàn quen, cô sẽ quên phản kháng, quên mình kêu là Đinh Uyển Tinh, là một con người. Dưới lầu chuyển đến thanh âm ô tô, Uyển Tinh bắt đầu lo lắng về đề phòng. Mấy ngày nay đều có thầy thuốc vội tới xem bệnh cho cô. Mỗi lần ô tô vừa vang, cô chỉ sợ là Mục Thiên Dương. Đợi vài phút sau nghe được tiếng bước chân sâu cạn không đồng nhất truyền đến. Là hai người, vậy nhất định là bà Trương cùng thầy thuốc. Uyển Tinh thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thầy thuốc là một nam nhân lão tóc hoa râm, mang kính lão, đối với người bệnh cũng rất nghiêm khắc. Hắn trước bắp mạch cho Uyển Tinh nói. Cảm mạo tốt hơn rồi, không sai biệt lắm. Khi nào thì có thể xuống giường à? Không sai biệt lắm là có thể. Lão thầy thuốc cởi bỏ băng gạc trên chân cô, đổi thuốc cho cô. Chân phải bị một miệng vết thương nhỏ, có thể dùng lực, đổi thuốc xong đi hai bước thử xem, không bị rách ra, có thể đến hoa viên tản bộ từng bước nhỏ. Uyển Tình nghĩ nghĩ, nơi này đi tới cửa, sau đó từ cổng trường đi đến phòng học, giống như cũng không xa lắm, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là Mục Thiên Dương không ở đây, hai người lái xe kia hẳn là không dám đưa cô đi học. Buổi tối, Uyển Tình điểm dừng chân, từng bước xuống lầu ăn cơm. Ăn được một nửa, nghe cửa lớn bên ngoài mở ra, cô cả kinh, cái thìa đều rơi trên bàn. Hắn đã trở lại, một bên bà Dương cũng nghĩ như vậy, sợ cô chịu trách cứ Mục Thiên Dương. Vội vàng thay cái thìa mới, lau khô cái bàn sạch sẽ. Uyển Tình nhìn hành động của bà, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón. A Thành. Uyển Tình nhìn lại, quả nhiên là A Thành, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh em tôi sợ muốn chết. A Thành sửng sốt một chút, đi đến trước mặt cô, cung kính mà cúi đầu một cái. Tổng giám đốc vừa gọi điện cho tôi, nói chỉ cần tiểu thư nguyện ý, ngày mai là có thể đi học. Thật sự? Uyển Tình nhãn tình sáng lên, đột nhiên có sức sống. A Thành gật đầu. Tổng giám đốc còn nói, tiểu thư có thể thu thập vài bộ quần áo, ở lại trường học. Điều này làm cho Uyển Tình có chút ngoài ý muốn, nhất thời không nghĩ ra Mục Thiên Dương muốn làm cái gì. Muốn nói hắn không cần mình, cho nên xung quân mình ra ngoài, giống như không quá đúng lúc. Nếu hắn không cần, hẳn là không đến quá mức nhớ rõ việc an bài này. Bất quá, nghĩ đến việc có thể thoát khỏi hắn một trận, cô rốt cuộc cũng có chút cao hứng. Nếu có thể thời dịp này, nghĩ biện pháp từ bên người hắn rời đi. Không, không nói rời đi, ít nhất có thể gặp mẹ nhiều hơn. Chương 84. Nội chú. Tâm tình Uyển Tình kích động, nét vui mừng có chút lộ rõ trên gương mặt. Sợ hãi ao thành cáo trạng, cô lặng lẽ khống chế biểu tình. Tốt, buổi sáng mai anh đưa tôi đi sao? Tình huống của cô bây giờ cũng không thể đi đường xa. Đây là khu biệt thự, đến trạm xe buýt đều phải nửa ngày. Đương nhiên, A Thành gật đầu. Tôi đã không quấy rầy tiểu thư ăn cơm. Uyển Tình sung sướng gật đầu, nguyên bản ăn một chén cơm đều không vô, vì chuyện này, cư nhiên ăn hai chén đầy. Buổi tối bà Trương giúp cô thu thập quần áo vật phẩm. Bà Trương luôn luôn quan tâm cô, nhưng rốt cuộc cũng vẫn thấy lấy tiền lương của Mục Thiên Dương. Cô vẫn là có chút phòng bị. Chờ bà Trương đi rồi, cô mở thùng đã khóa kỹ ra, bỏ hai bộ quần áo giá rẻ vào. Vạn nhất, cô có cơ hội trở về nhà thì sao? Chuyện này cũng không thể cho bà Trương thấy, bằng không bà ấy nói cho Mục Thiên Dương, phải làm sao bây giờ? Sáng sớm hôm sau, Uyển Tình ăn điểm tâm xong, tinh thần sảng khoái lên xe. Trong lòng có hy vọng nho nhỏ xa vời, có chút nhè nhói, thoải mái chưa từng có. A Thành nhìn thoáng qua cửa kính sau, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng hơi có ý cười của cô. Tuy rằng Tổng Giám Đốc không nói rõ phải báo cáo nhất cử nhất động của cô, nhưng đó chính là việc của người thủ hạ phải làm. Đương nhiên muốn tự giác một chút. Ngày hôm qua tiếp nhận mệnh lệnh, nói chuyện có thể cho cô đi học. Lúc trở về, hắn liền ngoan ngoãn gọi điện thoại báo cáo.
Tiểu thư đã biết. Ừ. Tiểu thư rất kinh ngạc. Mục Tiên Dương dừng một chút. Cô ấy nói gì? Hắn tự nhiên hiểu được Mục Tiên Dương muốn hỏi chính là phản ứng cụ thể của Huyền Tình, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vừa nói không biết lại nháo ra chuyện gì. Tiểu thư giống như rất cao hứng. Tiểu thư hỏi tôi ngày mai có đưa cô ấy hay không. Lời này càng không thể nói, tổng giám đốc nói không chừng sẽ giết hắn, cho nên hắn cuối cùng cũng có thể nói dối một câu. Tiểu thư giống như có thể điểm nhất thần, khi tôi rời đi không có phản ứng lại đây. Sau đó Mục Tiên Dương cũng có chút thất thần, sửng sốt một cái mới tắt điện thoại. Nghĩ đến tình huống ngay lúc đó, A Thành có một chút mồ hôi rét run. May mắn tổng giám đốc không tiếp tục hỏi, bằng không hắn muốn che lấp như thế nào. Tiểu thư, A Thành đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn gọi điện thoại cho tổng giám đốc hay không? Cái gì? Uyển Tình trừng mắt. Hắn muốn tôi gọi điện thoại cho hắn. Hắn ta sao không nói sớm? Nếu chậm, Mục Thiên Dương lại sinh khí thì phải làm sao bây giờ? Uyển Tình vội vàng vàng tìm điện thoại. Không, A Thành gian nan mở miệng. Tôi chỉ là đề nghị một chút. Uyển Tình bất mãn liếc hắn một cái, để lại điện thoại di động, nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngẩn người. A Thành còn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể quên đi. Hắn là vì cô tốt, tổng giám đốc bắt đầu để bụng với cô, phản ứng một chút, cuộc sống tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa nếu tổng giám đốc thật sự yêu cô, hắn tỉ... Hắn ở nơi nào? Uyển Tình đột nhiên lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn. A Thành vẫn là thái độ người thuộc hạ trung thành kia. Tổng giám đốc xuất ngoại thị sát. Xuất ngoại? Uyển Tình hai tay nắm chặt, con mắt loạn chuyển. Hắn không ở trong quốc nội, vậy cô có thể... Cô vội vàng hỏi. Hắn thì khi nào trở về? Đừng, tôi không biết. Nếu hắn báo cáo tình huống hiện tại lên, tổng giám đốc hẳn sẽ khẩn cấp bay trở về đi. Đến trường học, A Thành đưa Uyển Tình đến phòng ngủ. Nam nhân không được tiến vào ký túc xá nữ sinh. Quản lý ký túc xá hỏi tình huống, biết được A Thành chỉ là tài xế đã nói. Tôi đưa cô đi lên, nơi này có quy định, có người không thể vào. Tuy rằng người này có thể là thiên kim tiểu thư, nhưng bên trong có một đống thiên kim tiểu thư mà. Tình nguyện đắc tội một người, tuyệt đối không thể đắc tội với một đám. Chân cối bị thương, bà giúp đỡ cô ấy một chút. Yên tâm đi. Quản lý ký túc xá khoát tay, chờ hắn đi rồi mới phát hiện. Cô đỡ Uyển Tình một bên, đâu còn khí lực để xách thùng lớn của cô. Uyển Tình nhìn nói. Người giúp ta mang vali, tôi chỉ cần đi một mình thôi. Đúng lúc này trên cầu thang truyền đến thanh âm. Đinh Uyển Tình, cô cũng biết đến đây. Uyển Tình ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Tuyết mặc váy liền màu vàng nhạt. Thiên Tuyết thấy cô cư nhiên bang dép lê, hai chân đều bị quấy đầy bằng gạc. Cô hỏi, cô bị làm sao vậy? Các cô của con biết. Quản lý ký túc xá đang ở bên cạnh gian nan cầm thùng. Thiên Tuyết tùy ý ừ một tiếng, lấp lánh nhìn Uyển Tình thấp giọng hỏi. Cô đến trường học, tôi trước kia hỏi hắn, hắn không phải mặc kệ sao? Nói chờ cô đi học xong tự học buổi tối, hắn tới đón cô. Sao, bị thất sủng nữa? Uyển Tình lẩm bẩm nói. Mệnh lệnh của hắn, tôi nghe là được, sao nào dám hỏi vì sao? Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, thấy cô lên lầu gian lan, không tình nguyện vươn tay. Được rồi, tôi đỡ cô. Đi hai bước, cô có chút lo lắng hỏi. Thật sự có thể đi sao? Hai chân đều bị thương. Chân phải đã tốt hơn rồi, sợ bị nhiễm trùng nên còn quấn một chút. Uyển Tình liếc nhìn cô một cái, ấp úng nói. Cảm ơn cô. Tới phòng ngủ, Thiên Tuyết cũng không vội vã đi đến phòng học, an vị trên ghế nhìn cô thu dọn đồ vật. Uyển Tình hỏi. Hiện tại không phải là giờ tự học sớm sao? Thiên Tuyết nhún nhún vai. Dù sao đều đã muộn rồi, giáo viên có hỏi tôi nói là tôi trợ giúp bạn học đến đây. Uyển Tình cắn môi, không nói, thật sự không biết tán gẫu cùng cô cái gì. Thiên Tuyết tao nhã tựa lưng vào ghế ngồi, chơi tóc trong chốc lát, lại hỏi. Anh ấy đi Mỹ, người có biết không? Hiện tại thì tôi đã biết. Uyển Tình thản nhiên nói,
Thiên Tuyết sửng sốt một chút chất vấn. Cô sao không quan tâm hắn một chút? Tôi không cần quan tâm hắn, chỉ cần thỏa mãn hắn. Cô... Thiên Tuyết cứng lại, rất là vì muốn anh mình cảm thấy không đáng. Anh tôi đều cho cô. Thôi quên đi. Dù sao mẹ cô cũng không thể nhận Đinh Huyền Tinh. Nơi đó anh nói không chừng qua một thời gian liền ngán. Muốn khuyên cô để làm tâm đến người anh, ngược lại còn cô. Huyền Tinh treo hai bộ quần áo lên, cảm thấy chân ẩn ẩn đau, an vị ở ghế thu thập. Thiên Tuyết thấy cô không dùng móc áo vào một bộ, sẽ đứng lên dậy treo vào tủ quần áo. Đều thấy phiền, vươn tay hướng về với cô. Đưa cho tôi. Uyển Tình liếc nhìn cô một cái, cũng không cự tuyệt. Thiên Tuyết đứng bên tủ quần áo giúp đỡ, câu được câu không nói chuyện cùng cô. Đáng tiếc cô chỉ trả lời cho có lệ. Cuối cùng Thiên Tuyết nói đến thành tích kiểm tra tháng. Tôi mời với Linh Thi lên thứ 5. Cô có biết cô đứng bao nhiêu? Bao nhiêu? Thứ 3. Thiên Tuyết giống như pháo nổ nói. Người đứng thứ 4 kia nhất định là hận cô chết đi được. Cô lần này so với lần trước thấp hơn 20 điểm. Là cố ý cho bọn họ lên sao? Kết quả là tứ danh vẫn không thi qua cô. Lần trước cô thi thứ nhất, ba người bọn họ đều bị đặt ở phía dưới. Cuối cùng là cũng cùng nhau mất mặt. Lần này hai người khác đều bò lên trên, hắn còn bị đè xuống. À, thật là mất mặt. Hắn nhất định sẽ hận cô chết thì được. Uyển Tình thản nhiên a một tiếng, giống như một chút cũng không quan tâm. Chẳng những không quan tâm ba người kia, giống như cũng không để ý mình từ thứ nhất rớt xuống thứ ba. Thiên Tuyết giận dữ, bắt đầu bùng nổ. Chân cô sao lại thế này? Các người ở nhà chơi đến như thế vậy à? Cái gì? Chơi SM? Huyền Tình không rõ mà nhìn cô, nhất thời bạo phát. Móa, cư dân nghe đến không hiểu. Cô cùng anh tôi làm rớt khăn trải giường nhiều lần như vậy, cư nhiên sẽ nghe không hiểu. Làm cho cô thiên kim tiểu thư cao quý ngây thơ này làm sao mà chịu nổi. Chương 85. Mời. Uyển Tình vừa muốn thúc giục Mục Thiên Dương không ở trộm về nhà, thật sự là quá ngây thơ rồi. Một ngày học bù, học xong tiết chính khóa còn có tiết tự học, làm sao có thời giờ. Hơn nữa ở trường học chỉ có học sinh năm ba bọn họ, tất cả đều ở trường, cho nên cửa trường giới nghiêm, không đến giờ học bù chấm dứt, bất quá kẻ nào đều không thể bước ra khỏi trường học. Nếu là nguyên nhân này, quay về nhà không được cũng không sao. Uyển Tình duy nhất lo lắng chính là Mục Thiên Dương. Nếu hắn trở lại, khẳng định là lại gọi cô về biệt thự. Lo lắng về phòng liên tục đến 3 ngày trước khi đến tiết học bù chấm dứt. Ngày đó Mục gia có người đến tìm Thiên Tuyết. Khi quản lý ký túc xá đến thông chi, Uyển Tình sợ tới mức cả người cứng nhắc, sợ là Mục Thiên Dương. Thiên Tuyết buông Tiểu Tuyết xuống đi ra ngoài, hơn 10 phút sau thì trở về. Là một người. Uyển Tình trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên Tuyết cầm một sấp giấy màu hồng nhạt, cởi dây nơ đang buộc chặt xuống, liền mở từng cái một thoáng nhìn qua. Uyển Tình cùng hai bọn cùng phòng khác đều có chút kinh ngạc. Một lát sau, một người trong đó hỏi: Thiên Tuyết, đây là cái gì? Thư mời. Thiên Tuyết nói: 3 ngày sau là sinh nhật của tôi, mời các người đi tham gia. Thật à? Đương nhiên. À, tìm được rồi. Mục Thiên Tuyết đem một lá thư mời đưa qua. Đây là của bạn. Sau đó lại tìm hai tờ cho Huyền Tình của một bạn cùng phòng khác. Tiếp theo sửa sang lại những thư mời còn lại tốt, liền lần lượt vào từng phòng ngủ đưa thư. Lúc này chỉ còn đưa cho nữ sinh, còn nam sinh khi buổi chiều đi học mới phát. Toàn bộ lớp đã đều mời, hơn nữa đều tỏ vẻ sẽ tham gia. Kể cả Đỗ Thiến luôn luôn cùng cô đối lập. Con cháu nhà giàu có, giao tiếp cũng là một loại bồi dưỡng từ nhỏ. Cạnh tranh trong 2 năm, bọn họ đều không toàn bộ trưởng thành, đi vào thế giới của người lớn. Trong khoảng thời gian này, không ai mời bọn họ tham gia yến hội, chính bọn họ cũng sẽ tự mở vài buổi tiệc, nhân cơ hội tốt nhận thức nhiều người này, cùng với mọi người câu thông tình cảm, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Ngày học thêm chấm dứt đó, Uyển Tình thu tập hốt hành lý, cùng Thiên Tuyết rời khỏi phòng ngủ. Đi ra cửa trường, không thấy được ô tô quen thuộc, Thiên Tuyết cúi đầu cười, nói ở bên tai cô: Xem ra anh tôi vứt bỏ cô rồi, cũng không tới đón cô. Nói xong liền kéo vali lên một chiếc xe, là ô tô đại trạch Mục gia phái tới đón cô. Uyển Tình phát ngốc trong chốc lát,
đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có. Cô ngoài ngược trở về phòng ngủ, để thùng lớn mang từ biệt thự đến xuống, thay đổi quần áo, lấy túi ban đầu du lịch bằng vải màu lam của mình, bỏ ra một ít bài giảng lên lớp cùng quần áo của mình, liền chạy nhìn bay nhanh tới trước cửa trường. Tiên Tuyết ở trên te, thấy nhàm chán chết, bắt đầu gõ gõ tay. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Anh mặc kệ cô ta nữa à? Phía trước là lái xe của đại sạch Mục gia, cô không dám lộ ra quá nhiều, cho nên đơn giản nói một chữ cô. Nghĩ đến lái xe cũng không đoán ra là cái gì, càng không nghĩ đến mức cáo trạng cho Mục Dãi Tháo ra biết cùng Mục Thu Nhân. Chuẩn bị yến hội sinh nhật thật tốt, chuyện của anh, em không được quản. Em nghĩ Vạn Bị cùng phòng kia của em sẽ hẳn không đến đây chứ. Cô ấy phải đi, Mục Thiên Dương rõ ràng hữu lực nói. Em gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, miễn cho cô ấy nghĩ mình được tự do. Thiên Tuyết tắt điện thoại, lại gọi cho Uyển Tình. Uyển Tình vừa mới đi ra cửa trường, nghe điện thoại vang lên, giật mình một cái, còn tưởng rằng là Mục Thiên Dương. Cô nhìn nhanh về phía đường cái, không thấy được người cùng xe của hắn, mới chậm rãi lấy điện thoại ra, thấy là Tiên Tuyết, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Alo, 3 ngày sau, đừng có quên đi tham gia yến hội sinh nhật của tôi. Tôi cái gì mà tôi? Anh tôi mua cho cô nhiều quần áo như vậy, đến lúc đó tự mình tới chọn một kiện, đừng ăn mặc tự tiện làm mất mặt tôi. Tôi có thể không đi hay không? Tiên Tuyết cười lạnh một tiếng. Cô đi hỏi anh tôi là tốt rồi. Hắn đã trở lại. Đúng vậy, hắn đã tự từ đại bi, trước thả cô về nhà. Nếu cô còn luyến tiếc, tôi lập tức nói cho hắn, làm cho hắn phải phái người đến đón cô. Đừng! Uyển Tình quá to một tiếng, thấp giọng nói. Tôi sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Tiên Tuyết cúp điện thoại, Uyển Tình hít sâu một hơi, cảm thấy mình phơi nắng đến sắp té xỉu. Hắn còn không có ngán sao? Hắn còn không buông tha cho mình. Cô nghĩ, trải qua vòng này, hắn đã muốn không quan tâm đến cô rồi. Uyển Tình về đến nhà, Từ Khả Vi đang nấu cơm, thấy đầu cô đầy mồ hôi, đau lòng nói. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi, mẹ lấy dưa hấu cho con. Để con tự lấy. Bảo con ngồi yên đó. Từ Khả Vi giả bộ phẫn nộ, Uyển Tình thấy bà tinh thần không tốt, đành phải ngồi xuống. Dưa hấu mang đến, hai người cùng nhau ăn. Uyển Tình hỏi, mẹ, ở nhà một mình có nhàm chán không? Cũng không phải sao, Từ Khả Vi nói. Mẹ nói muốn đi làm, con lại mặc kệ. Đừng, con là lo lắng cho mẹ. Uyển Tình có chút rối rắm, cô không muốn mệt thân thể của Từ Khả Vi, cũng không muốn Từ Khả Vi nghẹn ra bệnh tâm lý gì. Nếu Mục Thiên Dương tiếp tục nuôi dưỡng cô căn bản không lo lắng tiền không đủ xài, nhưng việc này không thể để làm cho mẹ cô biết. Số tiền gửi ngân hàng lần trước, mẹ cô còn phải tiếp tục uống thuốc cùng tái khám. Cô sang năm vừa muốn lên đại học, mẹ sớm hay muộn cũng phải tìm một công việc. Còn chính là hay lo vớ vẩn, mẹ cũng sẽ không chuyên đi dọn dẹp, có yếu ớt sao như vậy? Từ Hà Vi nói xong, cười dài chuyển biến khẩu khí, thương lượng nói. Gần đây mẹ có lưu ý, phát hiện ra một chỗ làm việc cũng không tệ lắm, liền muốn hỏi con có đồng ý hay không? Mẹ nói thử xem. Uyển Tình cũng không một ngụm đồng ý, rốt cuộc cũng muốn tham khảo một chút. Ở một công ty thiết kế làm hành chính. Công ty thiết kế, Uyển Tình nghĩ, thiết kế là công việc có trí nhớ cũng vô dụng, vậy bản thân mình sẽ không mệt. Vậy hành chính là làm cái gì? Từ Khả Vi nói, bổ sung báo cáo, sửa sang lại số liệu và vân vân. Chỗ công ty kia rất tốt, cũng không quá xa nhà, hơn nữa tiền lương cao, phúc lợi dường như cũng đầy đủ hết. Vậy thì mẹ đi đi. Từ Khả Vi cười. Con nói, ta còn được đảm nhiệm chức vụ này hay không? Cuối tuần phỏng vấn, thông qua mới có thể đi làm. Mẹ của con lợi hại nhất, nhất định sẽ thông qua. Nghỉ ngơi 2 ngày, Uyển Tình nhớ tới sinh nhật của Thiên Tuyết, lắp bắp nói từ biệt Từ Khả Vi. Từ Khả Vi thấy dáng vẻ cô khẩn trương, buồn cười nói. Biểu tình này là gì? Sợ mẹ không đáp ứng sao? Uyển Tình làm nũng nói. Sợ mẹ con nói công làm việc đàng hoàng.
quen vài người bạn nói chuyện bình thường, huống chi con mới 18 tuổi, ai cả đời không có mấy bạn hữu, hiện tại con một nhiều như vậy. Con không có anh chị em đến giúp đỡ, ngẫu nhiên có khó khăn, con không phải dựa vào bằng hữu hỗ trợ hay sao? Nếu không sợ ảnh hưởng học tập, vào buổi tối này, quen bạn trai mẹ cũng sẽ không ngăn cản, mẹ rất là tiến bộ đấy. Một câu nói được, Uyển Tình khanh khách cười không ngừng, nhưng nhớ tới Mục Thiên Dương, cô đã muốn mất đi quyền lợi quen bạn trai, không đành lòng đau thương, không muốn là Từ Khả Vi phát hiện tâm sự của mình. Cô cười, cười đến vô cùng sáng lạng. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Doki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để Tim ngày càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.